Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh của mình. Hôm nay mình đang có mặt tại huyện Xuân Lộc các bạn, Xuân Lộc tỉnh Đồng Nai. Thì mình có ghé ông anh mình chơi, mình xem có đây thấy có một cái cây me các bạn. Cái này là gần quốc lộ đó, hơi ồn các bạn thông cảm nhé. Thì đây có cây me. Đây. Cây me này nằm trong cái bồn này là khoảng 3 mét. Với cái chiều cao của cây me này thì nó nằm khoảng 4 mét các bạn. Hơn 4 mét từ cái đỉnh, các bạn có thể thấy dây điện này. Đây là dây điện này các bạn. Đó, dây điện là nó tạo ở từ trên cao đục xuống này. Nó tầm khoảng 4 mét. Đây cái gốc của nó này các bạn. Cái hoành gốc cây này thì chắc nó tơi khoảng 3 mét 7. Hoành gốc nó tầm 250. Hoành gốc khoảng 250 các bạn. Nhưng mà các bạn thấy cái bộ đế của nó này. Đây á, đây á. Chỗ này nè các bạn. Ngay cái đoạn là từ dưới lên khoảng 50, cái này là 250 nè. Còn nguyên cái bộ đế này là nó liền với gốc chính các bạn, liền luôn đó, liền bệ luôn, thành một bệ luôn. Thì ở đây là những cây con nó lên anh nuôi thành cây bonsai nhỏ này các bạn thấy không đó. Đây này, những chỗ này anh nuôi là thành cây bonsai nhỏ này, những cái quần thể này đó, uốn cắt tỉa thành bộ tán rất đẹp này đó, rất là gọn gàng sạch sẽ đúng không ạ. Đây đó, thành những cây bonsai trực này, rồi rớt trực, rớt là trực bay này các bạn đó, những cây mini này đó. Đây các bạn thì gốc á, thay vì mình cắt cái mầm đi thì mình sẽ để những cây bonsai nhỏ ở đây cho nó đẹp đó, để mình chơi, mình tạo thành cái quần thể. Còn đây đằng sau anh cũng nuôi mấy nhánh nhỏ này. Đây, cây này thì nói chung là nhìn nó ra cái hình dáng của nó là bắt mắt rồi các bạn, rất đẹp. Đó. Đây, đây, đây những cây nhỏ này. Đấy, những cây mini này các bạn thấy không? Từ cái bộ rễ nuôi lên á, từ nó mọc từ rễ lên các bạn, là cây nhỏ này đấy. Tay cành uốn chật 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 chật. Rất là nhiều cây. Đấy. Các bạn thấy không? Cái này những thay vì mình làm những cây này mình bỏ đi, mình cắt sát gốc các bạn. Mình sẽ nuôi thành quần thể cây bonsai đây này. Đấy, các bạn nhìn thấy thành quần thể giống như cung rừng này luôn này. Đấy, thành cung rừng nhỏ nhỏ mini vậy đó, giống như một cái cây này là tượng trưng cho một người cha các bạn. Đó, ở dưới này gốc này là những người con ôm và những người con che chở cho những người con hoặc là người mẹ nữa. Đây, đây mình quay cho bạn xem. Đấy, mình quay vòng quanh cho các bạn xem nha. Đấy, đứng từ xa mới thấy được các bạn. Bộ tàng của con cây rất là rộng. Đó, thì đây các bạn thấy này, cây này thì nó những cái đường rãnh của nó các bạn muốn khế lên hết này. Đó. Cũng khế lên muốn hết luôn. Chung là cây thì được anh Tâm, anh đánh Tâm các bạn. Chủ cây. Đây là chủ cây các bạn. Anh nuôi thì nói chung là rất là sạch sẽ. Cây là được sạch sẽ. Sạch sẽ gọn gàng. Bắt mắt. Đây. Các bạn thấy này. Bộ gốc của nó này, đấy, đế chảy vòng vòng thành một bệ luôn. Bệ liền luôn này. Đó, mình quay vòng quanh các bạn xem nha, một bệ liền luôn. Nói chung là đây có một cái cây này mà để trong cái biệt thự mà chơi thì hơi bị vip nha các bạn. À. Đó, mình làm một cây này chơi thì ok rồi. Đó, mình quay sơ sơ qua cho các bạn xem nha. Cây này nằm ngay ở trên cái đường DT766 phải không anh? DT766 huyện Xuân Lộc các bạn. Đi ngang đường sẽ thấy. Đây. Rồi, cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy đăng ký kênh để xem những video chia sẻ mới nhất từ mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều.